cũng đang ở bãi đá sông Hồng. Giờ này cũng 6 giờ hơn rồi, khá là nhá anh em tối. Một không gian ở đây khá là trong lành. Mặc dù ở Hà Nội lâu rồi mà hôm nay lần đầu tiên đến đây. Thông qua video này tôi muốn chia sẻ với kênh Chem một điều rằng cảm xúc là một thứ rất là quan trọng để mỗi video chúng ta có thể kết nối đến khán giả, kết nối đến khách hàng mục tiêu của mình. Thay vì những ngôn từ các bạn có thể chia sẻ rằng ngoài kia là tôi cảm thấy thật tuyệt vời, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc, hay là tôi cảm thấy thật sự là mạnh mẽ. Nếu mà nói bằng những ngôn từ như vậy là những cái lý thuyết nó quá là chung chung. Vậy thì thay vì là chúng ta có thể biểu đạt, có thể chia sẻ những thứ chung chung như vậy, thì các bạn hãy chi tiết hóa ra cái thứ cảm xúc mà các bạn muốn kết nối, cũng như là các bạn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Mình lấy một ví dụ, thay vì là chia sẻ ở đây có một cánh đồng cỏ thật là tuyệt vời, đúng nào? Thay vì như thế, thay dùng từ tuyệt vời, thì Tùng sẽ nói rằng là những bụi cỏ hay là những cánh đồng cỏ êm dịu mà khi mình đi chân đất, mình cảm thấy một sự mát mẻ, một sự dịu êm ở dưới lòng bàn chân. Vậy thì đó là mình đang biểu đạt cái xúc giác, hay là chúng ta trong năm cái giác quan của con người, chúng ta nhớ không ạ? Xúc giác là chúng ta sờ và chúng ta cảm nhận cái gì. Vậy thì qua cái chia sẻ của mình thì mọi người thấy rằng là mình cảm thấy cái gì, qua mình sờ thấy, mình cảm nhận thấy, thì mình cũng đang kết nối cảm xúc. Ví dụ một không khí ở đây, thay vì nói thật tuyệt vời, thì không khí ở đây mình cảm thấy rất là trong lành. Những hương lúa thơm ngát kết hợp với mùi khói thoang thoảng vào cuối chiều hoàng hôn đó. Vậy thì hương lúa man mát cùng với là hương khói thoang thoảng, đó là mình đang chi tiết hóa cái cảm xúc của mình đó. Rồi ví dụ như uống một cốc nước dừa, uống một cốc nước cam nào đó, thay vì cũng thật ngon lành, thật tuyệt vời, thì đó, một vị ngọt gọi là thanh tuyết, một vị ngọt thật là thanh tao giữa khi mà ngồi, thay vì uống ở nhà, thay vì ngồi ở những quán sang chảnh, thì uống một cốc nước dừa, uống một cốc nước cam tại nơi đây, thấy không khí nó thật là dịu êm, thấy vị ngọt thật là thanh thiết đó. Vậy thì thông qua video đơn giản này để các anh chị em hiểu một điều rằng là hãy chi tiết hóa ra cái cảm nhận của mình, cái cảm xúc của mình để khán giả có thể dễ dàng kết nối. Bởi vì thông qua một video họ chỉ nhìn thấy chúng ta thôi, họ chỉ nghe thấy mình nói gì thôi, chỉ có hai cái giác quan thôi là thị giác và thính giác. Còn những thứ còn lại, ví dụ như khứu giác họ không thể nào ngửi thấy, vị giác họ không thể nào nếm thấy, xúc giác họ không thể nào sờ thấy như chúng ta. Vậy thì ba cái giác quan còn lại mà họ không thể kết nối được, hãy cố gắng diễn đạt, hãy cố gắng chia sẻ cảm nhận của mình để đủ năm giác quan. Thông qua mỗi video trải nghiệm, mỗi video chia sẻ như thế này thì khán giả dễ dàng kết nối với chúng ta hơn nhá. Hy vọng các bạn sẽ có những video thật hay và thật kết nối đến khán giả.